đau bụng một tuần, chàng trai được phát hiện mắc ung thư đại tràng. Nam thanh niên 19 tuổi đau bụng vùng hạ vị, đau hố chậu trái, sốt, tiêu chảy kèm máu suốt một tuần, bác sĩ khám phát hiện ung thư đại tràng. Ngày 5 tháng 7, bác sĩ Tô Minh Hùng, giám đốc trung tâm ung bướu và y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, bệnh nhân khỏe mạnh trước khi có các triệu chứng bất thường, kết quả chụp CT đại tràng có vài hạch, nội soi phát hiện u cách hậu môn 17cm. Bác sĩ chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn sớm, chỉ định mổ nội soi các đoạn đại tràng vết hạch. Đây là kỹ thuật cao, can thiệp ít xâm lấn giúp bệnh nhân đỡ đau, nhanh chóng hồi phục, thời gian nằm viện ngắn. Sau can thiệp, bệnh nhân điều trị theo phác đồ hóa xạ trị. Ung thư đại trực tràng là một trong những ung thư đường tiêu hóa hay gặp trên thế giới và tại Việt Nam, tăng nhanh qua từng năm. Ghi nhận từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu, hàng năm Việt Nam phát hiện hơn 14.000 ca mới và hơn 7.500 ca tử vong do ung thư đại trực tràng, đứng thứ 5 trong các ung thư phổ biến sau gan, phổi, dạ dày và vú. Dự báo đến năm 2025, ung thư đại trực tràng thường gặp thứ 2 ở nam giới và thứ 4 ở nữ giới. Ung thư đại trực tràng thường xuất hiện ở người tuổi trên 50, tuy nhiên vài năm gần đây, bệnh nhân ngày càng trẻ hóa, có người tuổi 20-30, như bệnh nhân trên là rất trẻ, bệnh liên quan mật thiết tới chế độ ăn uống và sinh hoạt. Triệu chứng cảnh báo ung thư đại trực tràng như đi ngoài ra máu, rối loạn thói quen đại tiện, viêm kích thích trực tràng, tắc ruột. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh nhân được nội soi hoặc là phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ở giai đoạn sớm, tỷ lệ bệnh nhân sống sau 5 năm lên tới 85-90%. Bác sĩ khuyến cáo người khỏe mạnh nên nội soi tầm soát ung thư đại tràng lúc 45-50 tuổi. Người tiền sử gia đình bị đa polyp có yếu tố di truyền cần nội soi sàng lọc sớm lúc 12-20 tuổi. Trường hợp không phát hiện polyp đại tràng có thể nội soi định kỳ 3-5 năm. Khi phát hiện polyp còn nội soi cắt và kiểm tra định kỳ từ 6-12 tháng. Người có tiền sử viêm đại tràng, dạ dày mãn tính, trong gia đình có người thân từng mắc ung thư đường tiêu hóa như thực quản dạ dày đại trực tràng, hoặc sụt cân không rõ lý do, táo bón đầy bụng, đi tiểu và đại tiện ra máu, ói ra máu, nên đi khám ngay để tầm soát, phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.